Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của cuộc trùng phùng kỳ thú của một gia đình HO của tác giả Du Tử Nguyễn Định. Vì đến chỗ làm trước 15 phút, nàng vào HR để làm các thủ tục cần thiết và làm thẻ vào cửa, rồi đến thẳng department gặp bác sĩ James như HR hướng dẫn. Và được bác sĩ James giới thiệu với các đồng nghiệp và chỉ dẫn vắn tắt công việc của nàng. Ông cho biết nàng có 4 tuần training và giới thiệu nàng với bác sĩ John Martin, người sẽ training và là lead của nàng. Đến lúc này, Vi cảm thấy nhẹ nhàng thực sự. Nàng nghĩ thầm, có tới 4 tuần training thì mình đâu có lo gì làm không xong. Bác sĩ John cho nàng biết về thời gian làm việc, giờ cơm và không ấn định giờ nghỉ giữa buổi. Giờ nghỉ này có thể là 10 giờ, 10 giờ 30, tùy theo công việc của mỗi người, và có thể không lấy giờ nghỉ cũng không sao. Nhưng giờ làm việc ấn định là từ 8 giờ, có thể trễ một chút, nhưng phải giữ đúng mỗi ngày là 8 giờ làm việc. Riêng thời gian training, bác sĩ John yêu cầu nàng đi theo giờ của ông ta, là 8 giờ 30 sáng phải có mặt. Thế là Vi đi làm đã được 4 ngày. Vi rất mong gặp lại người interview nàng lần cuối cùng để cảm ơn ông ta một tiếng, mà lúc đó nàng mừng rỡ quá đã quên mất, nhưng không gặp được ông ta. Nàng cũng không dám hỏi người khác, vì sợ người ta hiểu lầm là mình o bế giám đốc. Đã hết giờ, Vi vừa thu dọn hồ sơ vừa suy nghĩ. Thật là may mắn, mọi người ở đây rất tử tế và thân thiện. Chỉ là mình chưa gặp lại anh ấy mà thôi. Vi bước ra khỏi phòng, đi về hướng parking, mà lòng dâng lên một niềm vui nhẹ nhẹ. Chợt có tiếng hỏi, cô là người mới tới làm ở đây phải không? Vi giật mình quay lại. Dạ vâng, sao bà biết? Nhà tôi có bảo là mới interview một cô người Việt nên tôi đoán thôi. Ở đây không có nhiều người Việt đâu. Bà bắt tay Vi và giới thiệu. Tôi là bác sĩ Michel ở khoa ngoại. Ồ, thì ra người mướn tôi là ông nhà. Tôi cũng đang mong gặp ông ấy để cảm ơn. Ông ta đã nhận tôi, mà chưa gặp được. Thú thật với bà là lúc đó tôi vui mừng quá nên tôi đã quên mất cảm ơn. Anh ấy cũng mong gặp cô. Chỉ tiếc là anh ấy phải về trường đại học làm việc đến cuối tuần nên chưa gặp cô đó thôi. Thưa bà, ông bà được mấy cháu? Cảm ơn cô. Chúng tôi có 2 cháu gái, 8 tuổi và 5 tuổi. Đừng có gọi tôi bằng bà, gọi là chị Loan hay Michelle. Tôi sẽ gọi cô là cô hay em cho thân mật. Ở đây chỉ có 4 người Việt, một dược sĩ, một bác sĩ mới vào. Để anh ấy về, tôi mời cô tới chơi cho biết nhà. Anh ấy quý người Việt lắm, nhất là những người học giỏi như cô. Chị quá khen, anh chị mới giỏi chứ. Anh là scientist, chị là doctor, chắc anh chị ở gần đây. Cách đây chừng 30 phút lái xe. Hai người còn đang nói chuyện thì tiếng cell phone reo lên. Phone của chị đó. Vâng, xin lỗi tôi nghe phone chút. Alo, Dr. Michel. Vì không nghe được gì, nhưng một lúc sau, bác sĩ Michel tắt phone và nói. Tôi phải về phòng mổ, không hiểu có chuyện gì. Xin lỗi nha, thế nào tôi cũng gặp lại em. Vừa nói vừa bước lên xe và lái đi. Vi nhìn chiếc xe chạy ra khỏi parking mà mang cảm giác như mất một vật gì. Lòng bỗng nghe buồn buồn và miệng lẩm bẩm. Anh ấy hạnh phúc quá. Chiều thứ sáu xong công việc với trường đại học. Thuận lái xe về nhà mà trong lòng vẫn băn khoăn. Nghĩ tới cô nhân viên mới tuyển dụng. Không hiểu cô ấy có gặp trở ngại gì không. Nhất là khi hay tin bác sĩ James đã bảo nàng theo học với John, một vị bác sĩ giàu kinh nghiệm và thông minh, nhưng lại quá nghiêm túc, nên sợ mấy người trẻ sẽ gặp phản ứng. Đã nhiều lần chàng tự hỏi mình là tại sao lại bận tâm với cô ấy như vậy. Tình cảm này vốn vi diệu hơn bất cứ những mối tình bạn bè hay chồng vợ, ngay cả đối với ba má nuôi chàng. Khi ba má nuôi mất đi, lòng chàng cảm thấy trống rỗng và cô đơn vô cùng. Nhưng nỗi đau ấy và tình cảm đó hoàn toàn khác biệt với cái nhẹ nhàng nhưng lại quấn quýt và ràng buộc như tình cảm mà Thuận cảm nhận
Khi nghĩ đến cô nhân viên người Việt này, nó lại càng không phải là mối tình cảm nam nữ háo hức và luyến ái hoặc chiêm ngưỡng và mong muốn chiếm hữu. Thật khó mà phân tích mà không hiểu được tại sao. Chỉ biết một điều là trong những ngày qua, lúc nào Thuận cũng lo sợ cô ấy gặp phản ứng bất lợi từ các vị bác sĩ và chuyên viên kinh nghiệm trong công việc hàng ngày. Thuận đã từng có ý nghĩ cần phải để lộ một vài ưu ái cho mọi người hiểu rằng chàng thực sự cần đến người trẻ này và mọi người cần quan tâm đào tạo cô trở thành một người đảm lược của Department Research. Mà cũng chính vì điều này mà chàng phải cần gặp bác sĩ James và bác sĩ John để hỏi xem khả năng cô ta như thế nào, có mẫn tiệp và nhạy bén hay năng động với công việc hay không. Về đến nhà, khi ngồi ăn cơm, vợ Thuận đã kể cho anh nghe cuộc gặp gỡ giữa nàng và cô nhân viên mới. Chỉ tiếc là chúng em đang nói chuyện thì phòng mổ gọi em về nên chưa hỏi thăm được gì cả. Nhận xét của em là cô ấy còn vô tư, nhưng đẹp và dễ thương lắm. Em lại có ý kiến gì? Anh nên để tâm đến cô ấy một chút, nếu cô ấy gặp trở ngại, còn không thì hãy để bình thường là được rồi. Đồng hương ở đây rất ít, mà cô ta lại mang họ của anh. Anh hãy tìm cơ hội gỡ đi cái rắm rối trong lòng, để tìm lấy sự thanh tịnh cho tâm hồn mà làm việc. Em nghĩ đó là điều tốt nhất. Để thứ hai, anh sẽ hỏi ý kiến của John và James về khả năng cô ta trước. Vậy là tốt nhất. Sáng thứ hai sau khi họp đầu tuần với các manager và lead xong, Thuận đã gặp riêng bác sĩ John và hỏi về khả năng thích ứng với công việc của Vi. Ông ta cho biết cô ấy rất thông minh và thích ứng rất mau chóng. Nghe vậy Thuận như bỏ được nỗi ưu tư trong lòng và bắt đầu lo công việc hàng ngày của chàng. Công việc của Biomedical Research thật ra rất phức tạp và bận rộn. Nếu thiếu quan tâm một chút là sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Từ nghiên cứu đến ứng dụng hay việc đánh giá phương pháp chữa trị mới, cả về an toàn lẫn hiệu quả của phương pháp, điều nào cũng đòi hỏi khả năng và tính nhẫn nại. Đó là chưa nói đến các nghiên cứu về hóa sinh, các cell và gene structure hay là về dược học, các phát minh và thuốc và ứng dụng của nó trong các clinic, vân vân và vân vân. Do vậy, dù đã hỏi ý kiến bác sĩ John, Thuận vẫn muốn gặp Thủy Vi vào chiều nay để luận định khả năng cô ta và cũng để thăm dò những điều còn khúc mắc trong lòng Thuận. Thuận đi ngang qua nơi Vi đang training, anh thấy Vi đang chăm chú vào công việc và có vẻ bận rộn lắm, nên bỏ ý định gặp Vi trong lúc này, hãy để lúc thuận tiện đã. Thuận nghĩ vậy và trở lại văn phòng, vừa lúc vợ gọi điện thoại đến. Hello, em đây, con gái anh đòi chiều nay đi ăn món Việt Nam có được không? À được, nhưng anh về đón cả nhà phải không? Ok, đúng vậy. Được rồi, 5 giờ anh về. Thuận nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa là 5 giờ. Chàng thu dọn giấy tờ trên bàn, soát xét lại công việc, ghi lấy những điều cần làm cho ngày mai và đóng cửa ra về. Đến parking anh thấy Vi còn mở máy xe, nhưng xe không nổ. Xe cô không nổ máy. Em không biết nữa, sáng nay đi còn ngon lành. Cô mang từ bên đó sang. Không, em mua ở đây, 4.500 đó. Để tôi xem thử. Vi bước ra khỏi xe, nhường chỗ cho Thuận. Anh mở máy liên tiếp 2 lần không có dấu hiệu nạp điện. Biết là bình ắc quy hết điện. Không sao, tại ắc quy thôi, cô biết push không? Không đâu. Được, hãy làm theo tôi dặn. Thuận lấy xe chàng tới parking lot đối diện, để đầu xe của chàng gần sát đầu xe của Vi, rồi lấy cắp nối bình ắc quy xe chàng và xe Vi. Cô vào xe của cô mở máy thử đi. Vi làm theo sự chỉ dẫn của Thuận và chiếc xe nổ máy. Xe cũ là như vậy, bình cũng cũ luôn, hoặc là thay bình hoặc là cô mua chiếc mới. Cô có thể down payment một vài ngàn rồi trả hàng tháng được mà. Vâng, để em thử, cảm ơn anh nhiều lắm. Trong lúc đó điện thoại của Thuận lại reo. Em đây, anh ra cửa chưa? À, anh ra rồi, nhưng xe cô Vi hết bình anh vừa mới boost cho cô ấy. Vậy ha, dịp mai đó, anh mời cô ta đi ăn theo nhà mình đi. Hãy nói là birthday của con gái anh, may ra cô ta mới chịu đi. Ok, để anh thử nha. Cô Vi à, nhà tôi vừa gọi điện thoại tới muốn mời cô đi ăn tối với chúng tôi.
Chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là birthday của con gái tôi thôi. Ủa, birthday cháu gái hả? Vậy cho em đi theo, nhưng em không chuẩn bị quà gì cho cháu cả. Ngại quá. Có cái gì đâu, coi như cô nợ cháu vậy, mai mốt cô đền cho cháu là được rồi. Birthday mà cũng có thể nợ quà sao? Ở bên này cái gì cũng có thể, huống chi là birthday. Được, vậy thì cho em theo anh. Thuận gọi vợ cho biết là có Vi cùng đi và hỏi tên nhà hàng, địa chỉ. Để anh đưa Vi tới mà không muốn ghé về nhà nữa vì sợ phiền Vi. Thuận và Vi tới nơi thì vợ con Thuận đã tới rồi. Vợ Thuận giới thiệu các con với Vi và bảo chúng gọi Vi bằng cô. Trong lúc chờ chọn thức ăn, Vi gọi về nhà cho ba mẹ biết là nàng sẽ về muộn vì đi ăn birthday của con gái boss và dặn ba mẹ ăn cơm trước. Lấy cơ hội ấy, vợ Thuận liền hỏi Vi, gia đình Vi có bao nhiêu người, Vi được mấy anh chị em? Em có một ông anh là quân đội, đang đóng ở bên Trung Đông, ở đây chỉ còn em với ba mẹ, gia đình em cũng ít người lắm. Cô đang ở đâu, gần đây không? Em nghĩ cũng là gần, tí nữa em phải nhờ anh chị chỉ đường về mới được, gia đình em đang ở tạm nhà của bạn ba em, còn anh chị thì sao, ông bà nội ngoại cũng ở đây. Ba má tôi đã qua đời, tôi là con một, nhà tôi cũng vậy. Hai người đàn bà lo mãi mê nói chuyện, còn Thuận thì vui đùa với hai con, nhưng chàng vẫn để ý theo dõi câu chuyện và biết Vi chỉ có hai anh em và ba má mà thôi. Đột nhiên Thuận nghe lòng mình trống rỗng và tiếng nói của vợ dường như từ xa xôi đồng vọng dội về. Xin mời quý khách dùng bữa. À quên mất, cô Vi thích món gì và uống gì đây? Anh gọi thức uống đi. Chị uống gì cho em thứ nấy, còn thức ăn thì em đã thấy trên bàn rồi. Món gì? Cá hấp cuốn bánh tráng. Trời ơi, sao ăn giống ông Thuận nhà này vậy? Anh Thuận cũng thích cá hấp hả? Đúng vậy, món ruột của anh ấy đó. Hai người ăn đi chứ, nguội hết rồi. Cua và tôm nếu để nguội sẽ mất ngon. Thuận nói, em xin lỗi, bất ngờ quá em không mua quà mừng sinh nhật cho cháu được, thật là ái ngại. Vợ chồng Thuận nhìn nhau mỉm cười rồi quay sang hai cô con gái vợ Thuận hỏi, hôm nay sinh nhật ai đây? Diony hay là Diana? Đâu có má, má mì vo gạo. Diony nói, má mì vo gạo, ha ha. Diana thêm vào, con mới vo gạo, con mà không ăn nhanh thì đúng là do gạo. Vi nhìn hai đứa nhỏ và hỏi, vo gạo là sao? Diony và Diana nhìn mẹ mỉm cười không nói. Thuận vo đầu Diana giải thích, khi vo gạo cô nghe âm thanh phát ra xạo xạo nên hai đứa nhỏ bảo là mẹ nói dối. Wow, con của anh chị nói tiếng Việt giỏi quá xá, biết cả tiếng lóng. Cũng phải cảm ơn sư phụ của hai cháu đấy. Ê, không có đâu, trong nhà tôi chỉ là sư đệ thôi. Thuận trả lời và tiếp, nhà tôi sợ mời cô không đi nên bảo tôi nói dối là sinh nhật của cháu. Ra là thế, thôi hôm nay anh chị đãi em, để mướn nhà xong em mời anh chị và hai cháu đến ăn tân gia. Nhìn thức ăn ở đây, nhất là rau em thấy ngon quá. Mấy tuần nay mẹ em đi chợ toàn mua rau và cá, chả bù cho tiểu băng lạnh. Tôi cũng nghe người ta nói thế, à mà bây giờ cô đang ở đâu? Vợ Thuận hỏi, cả nhà đang ở tạm nhà bạn của ba em. Đột nhiên cô bé Diony cắt ngang câu chuyện. Mẹ ơi, cô đẹp quá ha mẹ. Phải rồi, cô đẹp và dễ thương, lại học giỏi nữa, mai mốt con lớn phải giống cô nha. Dạ mẹ. Hai cháu mới đẹp chứ, mai mốt nhất định là học giỏi giống ba má rồi. Thôi, ăn giùm, cô cháu đừng cố khen lẫn nhau nữa, người ta nghe thì mắc cỡ lắm. Vả lại mình như trễ rồi, cô phải về kẻo hai bác lo, mà hai con cũng phải về ngủ để mai còn đi học. Vợ Thuận nói, cô ơi, về khuya có ngại không? Thuận hỏi, em không sao, anh chỉ hộ em đường về là được rồi. Cô ở đâu? Em ở ngã tư Parkway và Benaru. À, gần đây thôi, tí nữa cô ra quẹo phải, bỏ hai ngã tư đèn xanh đèn đỏ đến ngã thứ ba quẹo trái là tới rồi. Anh rành ở đây quá vậy. Nhà tôi là ông địa ở đây đó cô. Em à, chúng ta để cô Vi về kẻo hai bác ở nhà đợi, giả lại hai đứa nhỏ cũng phải về ngủ, trễ rồi. Hai con đứng dậy chào cô đi rồi về. Vợ Thuận gọi tiếp viên tính tiền. Về đến nhà vợ Thuận bảo, thật tiếc là trong gia đình anh không có em gái,
Nếu có thì đúng cô ta phải là em gái anh. Cô ta có những nét rất giống anh, như là khi cười, khi nói, mà nhất là khi cô ấy ăn, kể cả cử chỉ đưa tay lên mà nói cũng giống như anh luôn. Lại còn sở thích về ăn nữa chứ, em thật chưa cam. Sáng hôm sau Thuận đi làm, khi ngang qua nơi Vi làm việc, nhìn sau lưng Vi, anh lại mang cảm giác lạ lùng của ngày đầu mới gặp. Dường như hình bóng Vi luôn luôn lẩn quất trong đầu anh. Thật là khó mà hiểu, không lý mình yêu thầm cô ta, Thuận chợt nghĩ. Về phần Vi, cô cũng thầm hỏi, tại sao hai vợ chồng họ lại tốt với mình như vậy? Phải chi chỉ có anh ấy cư xử tốt với mình thôi thì thật là dễ hiểu. Tuy nhiên Vi giấu kín tình cảm của mình và không kể cho mẹ nghe, giống như những lần trước. Mấy tuần nay, thứ bảy nào Vi cũng đưa ba mẹ đi tìm nhà. Còn thấy căn nhà này ra sao Vi? Câu hỏi của ba Vi đưa Vi rời cơn mộng. Dạ, con thấy cũng tốt lắm. Con có sao không Vi? Bệnh hả? Mẹ Vi hỏi. Không có, tại con đang suy nghĩ thôi. Nhà này được đó ba. Ba phòng ngủ, hai phòng tắm, thêm một restroom, hai garage. Giá phải chăng? Được phải không mẹ? Phải có phòng cho anh con khi nó về nữa chứ. Ừ, thì anh nói dỗi một phòng, con một phòng, ba mẹ một phòng. Nghe Vi nhắc đến người anh nói dỗi, mẹ Vi lại tưởng nhớ đến người con lớn. Đã mấy mươi năm rồi, bà vẫn chưa hết ân hận việc bảo em gái của bà dẫn đứa con đi vượt biển. Lúc nào bà cũng mang trong lòng cảm giác đưa con và em đi chết. Và những lúc nghĩ tới việc này, bà chỉ khóc thầm rồi đấm ngực ăn năn. Thấy Vi nhìn mình, bà vội đánh trống lảng. Nhà này không hiểu có xa chỗ con làm không? Để con hỏi chủ nhà xem sao. Vi hỏi lại chủ nhà, được biết nhà này cách chợ Việt Nam 20 phút, còn nơi cô làm việc chắc đến 25-30 phút. Vừa lúc ấy người bạn già của ba Vi chạy ngang qua bắt gặp, bác Thụ, bác đậu xe lại và hỏi. Nè, gia đình tính mướn nhà này hả? Dân, bác cho ý kiến đi. Nhà tôi cách đây một ngã tư, bác đi bộ tới không khoảng 10-15 phút. Muốn đi, để tôi và bác đi bộ cho vui. Khu này an toàn lắm, mấy chục năm tôi ở đây thật không có gì cả. Vậy à, vậy mình mướn nha con. Ba Vi lên tiếng. Trên đường về, nàng dặn ba mẹ ở nhà cứ gói đồ lại rồi chiều về con chở đi từ từ, ngày một ít. Hy vọng tuần tới mình sang nhà mới được. Thứ hai, nàng đi làm về thì đồ đạc đã chở hết, chỉ còn đồ dùng hàng ngày của mỗi người mà thôi. Ba nàng và bác Tuân đang nói chuyện tâm tình. Thấy Vi về, bác Tuân bảo Vi, đã đi thì để bác chở cho. Lại coi xem giường nệm bàn ghế phòng khách phòng ăn nhà bếp, cần thứ gì để bác giúp gọi điện thoại đặt mua, không cần khách sáo. Rồi quay nhìn ba Vi ông nói, tôi à vẫn còn một chút tiền có thể giúp bác được. Bạn già như bác già tôi hay ông Thụ còn được mấy người. Nói là bạn thì như mấy đứa chúng mình mới là bạn. Làm bạn cũng phải trải qua thời gian, có quá khứ và kỷ niệm. Như ông với tôi, chơi với nhau từ thời tiểu học lên đại tam mới gặp ông Thụ. Ba đứa thân nhau từ đó đến giờ, đâu phải là bạn bè khi sang đây mới gặp. Thấy nhau ở các hội hè, họp mặt hay shopping, bắt tay bắt chân. Nhưng khi xa nơi đó rồi à, mỗi người một cõi, không liên lạc, không thăm hỏi. Có đâu thâm tình, có đâu tri kỷ. Cứ mặc cho hai ông già kể chuyện, Vi nhẩm tính túi tiền, nàng thấy vẫn còn đủ chi dùng. Vả lại nàng sẽ có lương trong tuần tới, nên khi nghe bác Tuân nói tới tiền bạc, Vi dặn mẹ tìm cách từ chối. Công việc nhà cửa thấy là đã ổn, Vi yên tâm đi làm. Hàng ngày ở nhà ba mẹ nàng có thể qua nhà bác Thụ hay đi bộ dạo chơi cho quen khu phố mình ở. Không phải co ro như ngày còn ở tiểu bang lạnh. Hai tuần sau, Vi trang hoàng xong nhà cửa, so với nơi ở cũ quả là khang trang hơn nhiều. Mẹ Vi bảo thế, còn ba thì rất vui thích. Ba bắt đầu nghe lại những bản nhạc xưa, như Chiều Mưa Biên Giới, Tấm Ảnh Ngày Xưa, Hoa Son Bên Thềm Cũ, Sang Ngang. Ba nghe hoài mỗi ngày làm Vi cũng thuộc luôn. Vi nói với ba mẹ, là nàng muốn mời gia đình ông boss của nàng tới nhà ăn cơm, vì ba mẹ cũng nên mời các bác Tuân, bác Thụ và mấy bạn già của ba tới chơi cho phải lễ, khi mình tới đây được họ ân cần đón tiếp. Dĩ nhiên là ba Vi mong muốn như thế rồi, và Vi muốn là tối thứ bảy tuần tới,
để sáng thứ bảy nàng cần mua sắm ít đồ trang trí cho ra vẻ thanh tân. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, mà sau này Vi cứ gọi đùa ba mẹ là những vĩ nhân tạo ra kỳ tích. Sáng thứ bảy của hôm mời khách, ba đưa Vi và mẹ tới chợ Vons mua khăn giấy, đĩa, muỗng, nĩa, khăn bàn để dùng cho tiện, không mất công rửa. Khi đi ngang qua mấy người bán bông, Vi nói với mẹ nàng muốn mua bông và xuống xe, còn ba mẹ thì đưa vô Bắc Kinh đậu. Nhưng có lẽ xe chưa nằm gọn trong lằn ranh, ông gia lui gia tới, đụng phải chiếc Hummer ở hàng phía sau. Ông nghe tiếng động rồi tiếng khóc của trẻ con nên hốt hoảng đậu xe nguyên chỗ, bước ra xe cùng với vợ chạy tới xin lỗi chủ xe và coi tình hình đứa nhỏ. Không sao, không sao, ba mẹ đây, người đàn bà dỗ con. À, xin lỗi, tôi vô ý, hai cháu có sao không? Ba Vi nói. Người đàn bà ngước nhìn ông có vẻ không hài lòng, còn người đàn ông thì hỏi lại. Bác có sao không? Hai cháu không sao đâu, xe đậu mà. Chúng chỉ hoảng sợ thôi. Anh à, hãy thăm chừng xem các con đã, cẩn thận vẫn hơn. Để à, anh xem. Anh trả lời vợ và hỏi các con. Diony, con đau chỗ nào, kia có đụng con không? Không có, con sợ thôi. Ba hỏi em đi. Em đâu có sao, I'm sure. Anh nhìn lại chiếc xe đụng xe mình, bỗng thấy chiếc xe quen quen, bản số cũng quen quen, hình như thấy chỗ nào, nhưng thoạt tiên anh không nhớ được. Anh à, hỏi bảo hiểm của bác ấy đi, xe bác bị hư, đề phòng bất trắc. Ý của người đàn bà là sợ ông bà này thương ngược lại. Người đàn ông ngần ngại một lúc rồi hỏi. Bác có thể cho cháu xem giấy bảo hiểm của bác được không? Hay bằng lái xe cũng được. Dần. Ông già trả lời và móc ví lấy bằng lái xe đưa cho người đàn ông và nói. Giấy bảo hiểm con gái tôi giữ, nó đang mua bông đằng kia kìa. Ông quay sang vợ. Bà, gọi con Vi tới đây đi. Nghe vậy người đàn ông chưa kịp coi bằng lái đã vội hỏi. Xe này của cô Vi phải không? Cô Vi làm ở Biomedical Research. Vậy bác là ba của cô Vi. Vâng, Vi là con tôi. Hai vợ chồng chủ chiếc xe Hummer cùng nhìn nhau cười rồi cùng nhìn bằng lái xe. Thái Trác Ngọc, năm sinh 1947, bằng lái xe rơi khỏi tay người chồng rớt xuống đất. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, bà vợ hiểu tình trạng chồng mình liền ôm anh và bảo. Hãy bình tĩnh anh. Vừa lúc đó Vi và mẹ chạy tới, thấy vợ chồng Thuận, Vi sửng sốt vội hỏi. Anh có sao không chị? Chỉ xúc động thôi, để tôi so bóp thái dương cho anh ấy một lúc sẽ không sao. Nhìn ba mẹ Vi bảo. Đây là bác sĩ Michel, vợ anh Thuận là giám đốc của con. Lúc ấy Thuận mở mắt và bảo nhỏ vợ. Anh hơi mệt, em hỏi thử bác ấy đi. Vâng. Vợ Thuận trả lời và hỏi, xin lỗi, tên bác là Thái Ngọc Trác, sinh năm 1947, Thái Ngọc Trác hay Thái Trác Ngọc? À, Thái Ngọc Trác. Vậy bác có thể cho nhà cháu biết tên bác gái được không? Nghe vậy Vi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thay mẹ trả lời, mẹ em là Trung Thị Ngọc Hân. Thuận lẩm bẩm một mình, Thái Ngọc Trác, Trung Thị Ngọc Hân, Thái Ngọc Trác, Trung Thị Ngọc Hân. Và vội vàng lấy trong ví ra tấm hình mà 32 năm trước đây mẹ đưa cho anh rồi hỏi. Hai bác có nhận ra tấm hình này không? Ông già nhìn tấm hình còn phân vân. Người vợ vội giành lấy tấm hình xem rồi lật mặt sau ra đọc. Thái Ngọc Trác 1947, Trung Thị Ngọc Hân 1953, Thái Ngọc Thuận 1970, Thái Ngọc Trị 1973. Bà vô cùng xúc động. Vì nhìn ra tấm hình gia đình và nét chữ của mình, bà run run giọng hỏi. Đây là hình gia đình tôi, tại sao anh có? Thuận vươn tới ôm bà cùng với ông già, mà nói với giọng đầy cảm xúc, gần như đứt đoạn. Ba mẹ ơi, con là thằng Thuận đây, con tìm ba mẹ và em hơn 30 năm rồi. Tìm khắp cả nước Mỹ, Úc, Canada, cả Tân Đảo. Bà òa lên khóc như một đứa trẻ. Thuận, con là Thuận đây sao? Bà ôm Thuận và khóc trong nỗi vui mừng lẫn xúc động. Vi và vợ Thuận cũng bước tới ôm lấy mọi người và kêu lên, ba, mẹ. Ba Vi với tay choàng lấy nàng và nói, đây là em gái con, ba đi tù về, mẹ con mới sinh nó.
Vợ Thuận quay lại mở cửa xe bảo hai đứa con ra chào ông bà nội. Khi hai đứa nhỏ bước tới, Thuận lấy tay lau nước mắt và nói: Đây là hai đứa con gái của con, đây là vợ con, tên Loan. Vợ Thuận bảo Vi: Em xem xe còn lái được không thì đưa về rồi hẳn hay. Vâng, để em thử. Cả nhà đưa nhau về căn nhà Vi mới dọn vào, rồi bao nhiêu tâm tình hơn 30 năm Thuận và ba mẹ ngồi kể lại cho nhau, mà lòng không hết bi ai lẫn mừng rỡ. Chiều nay, gia đình Vi không những mời bạn bè tới dự bữa cơm tân gia, mà còn là bữa ăn chúc mừng sự đoàn tụ sau hơn 30 năm chia lìa và lưu lạc. Tác giả Du Tử Nguyễn Định. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.